Chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhất Anh kính chào anh Trần Nguyên Thắng. Chào Nhất Anh và chào quý vị khán thính giả. Không biết là khán giả có để ý ngày hôm nay không, thì trên bàn ngày hôm nay thì có một số con thú giống như là con hươu, con voi, rồi con sư tử, thì là anh Thắng đem tới trưng bày hôm nay. Thì không biết là dụng ý của anh Thắng đem mấy con này tới đây hôm nay để làm gì đây anh Thắng? Đây là 5 con thú dữ ở Nam Phi đó Nhất Anh. Dạ. Thì 5 con gọi là Big Five. Dạ. Nếu như vậy anh Thắng nói với anh như vậy, anh có không suy nghĩ là không phải là biết là hôm nay có phải là mình nói về Nam Phi không vậy anh Thắng? Đúng vậy. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ có dịp mà nói sơ một chút xíu về bên đất nước Nam Phi. Dĩ nhiên thì Nam Phi nó cũng rất là rộng lớn. Thế tuy nhiên hôm nay rồi ngoài cái chuyện là ở Nam Phi thì cái đặc biệt ở những cái xứ sở bên Phi Châu thì chúng ta phải nói đến những con thú hoang dã. Đó là một trong những cái đề tài mà tôi nghĩ là rất là hấp dẫn cho cái buổi nói chuyện. Dạ. Nhưng mà trước tiên trước khi mà mình đi vô những con thú đó, thì câu hỏi thắc mắc đầu tiên anh muốn dành cho anh Thắng đó là Nam Phi nằm ở đâu, cái địa lý của nó ở như thế nào anh Thắng? Nam Phi thì là một đất nước nằm về phía nam của Phi Châu. Nói như vậy nó hơi dễ vào Nam Phi Châu thì gọi là Nam Phi. Dạ. Thì đây là một nước khá lớn ở trong cái khu vực Phi Châu. Thì nói tới Nam Phi thì người ta hay nói đó là nó rất là nổi tiếng về cái là công viên safari. Thì không biết là anh chắc chắn là anh Thắng đã từng có cái trải nghiệm đó rồi, thì anh Thắng có thể kể cái câu chuyện mà đi tới cái công viên safari như thế nào không anh Thắng? Một cái công viên rất là nổi tiếng của cái xứ sở Nam Phi ấy, thì phải nói đó là Safari Kruger National Park. Thì đây cũng là một cái khu vực khá lớn với một cái công viên quốc gia dài là tới gần 400 cây số và bề ngang tới là 60 cây số. Thì chúng ta có thể đến đây, chúng ta có thể đi cả một vòng tròn của nó để có thể tìm được những loại thú dữ và hoang dã. Thế tuy nhiên thì phải nói thêm là Nam Phi đó, thì với một cái độ dài như vậy mà chúng ta đi một vài ngày ngay cả cả tuần ở ngay cái khu vực mà safari thì chúng ta cũng không thể đi hết được. Nhất là chúng ta phải đi trong những cái gọi là đường rừng đó, trong những cái đường mòn, hoặc là đi thăm những cái khu vực mà người ta biết rằng cái nơi đó là có những bầy voi hoặc là bầy sư tử hoặc là những nơi sinh sống của tê giác, và người ta có thể tụ lại đó để mà để xem chúng nó. Đó gọi là và năm loại thú dữ đó thì mình hay nói bên Mỹ thì chúng ta có cái gọi là department store hay là một cái shop hay là một cái trung tâm buôn bán về đồ thể thao đó, và mình hay biết qua cái tên là Big Five. Thì có phải con Big Five là cái này không anh Thắng? Đó là một cái tượng Nhất Anh có thể cầm lên để chúng ta xem. Thì tôi nói là cái đó là một gỗ khá nặng. Mà tôi có dịp mua ở bên công viên Safari ở bên Phi Châu. Thì đây là một cái hình tượng của năm loại thú dữ. Cái con đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy đó, cái trên cùng đó là cái con voi. Là con voi. Nó gọi là Africa elephant. Và con thứ nhì đó chúng ta thấy là cái là loài sư tử phải không? Đó là một con sư tử, và bên này là một con bèo. Đó là hai con sư tử và con bèo được khác cái chung này với nhau. Là sư tử còn cái này là con bèo. Bèo đó. Thành thử chúng ta có thể nhìn đó là ba con bên trên cùng. Và cái con thứ tư đó là chúng ta nhìn thấy đó là con trâu, nó gọi là Africa buffalo. Và con cuối cùng đó là hình ảnh của con tê giác, và chúng ta có thể nhìn cái đây là một cái thân cây và đã được các nghệ nhân ở bên Nam Phi họ mài giũa và họ đục đẽo nó thành cái hình tượng của năm cái thú dữ, và chúng ta có thể mua những cái này ở trên đường đi thăm khu vực safari ở Nam Phi. Dĩ nhiên là chúng ta đi vào safari là chúng ta có thể lái xe lên từ một cái thành phố lớn Johannesburg. Chúng ta sẽ phải đi xe đến khoảng 300 cây số thì chúng ta mới đến cái giáp ranh với cái safari. Và ở đây đó thì safari nó là một cái khu rừng hoang dã. Thế tuy nhiên thì ở bên Nam Phi cũng như một số nơi ở trên thế giới, Kenya vân vân, thì safari có nghĩa là cái khu rừng đó là cái nơi mà sinh hoạt của những loại thú hoang dã. Nhưng mà có một số những cái khu rừng đã được tư nhân họ mua lại về những cái khu rừng đó nó trở thành là những cái khu du lịch cho người du khách. Thế tuy nhiên trong những cái khu vực mà tư nhân đó, thì những cái khu vực này cũng khá lớn, và trong đó tất cả những loài thú dữ nó là nằm trong đó, và tất cả những cái đó nó trở thành là một cái sinh hoạt riêng trong cái khu vực đó, và người ta đã để cho tất cả các loài thú hoang dã là sống tự nhiên
với một cái không gian tự nhiên, với một cái tất cả là nature hết, để xem cái sinh hoạt của nó. Và như vậy chúng ta đến thăm một cái như cái safari của tư nhân á, thì chúng ta mới có cơ hội để xem hết được năm cái loại thú dữ. Có nghĩa là có nguyên một cái khu rừng rất là lớn, rồi trong đó từ đó nó chia ra nhiều cái công viên safari khác nhau. Chia ra những cái công viên safari khác nhau. Thì lúc mà khách mà tới safari, mà tới chọn một cái công viên safari để đi, thì người ta sẽ đi bằng xe đúng không Minh Thắng? Khi chúng ta vào trong đó thì ở đó họ có những cái xe gọi là 4x4 và mui trần, tức là không có mui. Và dĩ nhiên họ được đóng thành những cái thanh sắt ở chung quanh để cho chúng ta người du khách có thể ngồi trên xe. Và chúng ta khi di chuyển xe đó thì cái người tài xế và cái người, có thêm một cái người đặc biệt nữa ở ngay cái đầu mũi xe, có một người gọi giống như là một cái người để xem tất cả các loài thú dữ ở chỗ nào. Họ có thể nhìn cái cành cây rung động, họ có thể nhìn cái lá xôn xao của cái khu vực cây đó thì họ có thể đoán là cái con gì ở trong đó. Và cái xe nó sẽ lách vào trong những cái khu vực như vậy. Thành ra đi cái xe 4x4 đó. Và đặc biệt là ở bên đó thì tôi để ý thì Nam Phi họ dùng cái loại Land Cruiser của xe Toyota đó. Và 4x4 thì nó chạy rất là mạnh. Tất cả những đồi dốc, đồi cao để chạy qua băng qua những con sông cạn đó, họ đều đi bằng cái xe 4x4. Và đặc biệt là trên cái xe đó thì chúng ta có dịp ngồi trên xe và chúng ta sẽ quan sát được tất cả những cái sinh hoạt của những cái loại thú hoang dã, và nhất là chúng ta có thể nhìn cách nó sinh hoạt, và cái xe từ từ đi đến gần nhưng mà nó cũng không có bỏ chạy. Thành thử đó là một cái dịp để cho chúng ta quan sát cái sinh hoạt của các loài Big Five trong cái khu rừng đó. Trở về với thiên nhiên hoang dã luôn. Đúng vậy. Nãy giờ mình nói hơi nhiều về công viên safari, nhưng mà bây giờ mình đi tập trung vô những cái con Big Five này đi anh Thắng ha. Cái con đầu tiên là những anh thấy trên đây, đó là cái con voi. Thì anh Thắng có thấy lúc mà đi vô trong đó thì anh Thắng nhìn cái đàn voi như thế nào anh Thắng? Voi đó thì tôi có dịp gặp tất cả 3-4 lần. Tất cả các đàn voi. Và mỗi đàn voi của Phi Châu đặc biệt đó, nhất anh có thể nhìn cái con voi này và chính là anh thấy một cái gì lạ không? Là cái cặp tai của nó rất là to. Thành cái tai của quạt vậy nó như hai cái quạt đó. Đặc biệt là voi của Phi Châu đó, Africa Elephant đó, cái tai rất là to. Cái lý do người ta tìm hiểu thêm đó, cái tai nó sở dĩ to tại vì ở Phi Châu rất là nóng. Nhất là mùa hè thì rất là nóng, thành từ cái loại voi ở sinh sản ở đó thì nó cần cái tai thật là to để nó quạt, để cho nó chịu và giảm bớt cái nhiệt trong cái bên ngoài trời đến cái cơ thể của nó. Thì đó là lý do tại sao mà cái con voi ở Phi Châu có cái cặp tai rất là to. Nhưng mà khi chúng ta gặp một con voi, ít khi con voi đi một mình lắm. Tôi cũng không bao giờ gặp nó đi hai con cả. Thế tuy nhiên voi nó đi một bầy. Voi mẹ, voi bố, voi con, và nó đi một bầy như vậy rất là đông. Đôi lúc có thể lên tới 30-40 con. Thế tuy nhiên khi mà chúng ta có dịp đứng một chỗ, chúng ta xem cái sinh hoạt của nó, thường thường thì đàn voi hay đi rủ nhau đi qua những cái khu rừng cây, rồi đi qua những cái dòng suối. Cái lý do là chúng đi tìm thức ăn, thành ra khi mà ăn xong thì chúng lại đi uống nước, thì đó là dòng suối. Nhưng mà lúc nào đó là con voi đi đầu tiên là con voi cái, hoặc là con voi mẹ của đàn á, nó đi như vậy là nó hướng dẫn tất cả các đàn voi sau đi theo nó. Thế tuy nhiên cái con voi cuối cùng mà đi trong đoàn thì lúc nào cũng là một con voi đực. Thành ra nguyên đàn. Con voi đực nó lúc nào nó cũng đi sau cùng để nó bảo vệ. Có lần chúng tôi chạy theo nó để xem đó, và con voi đực nó quay trở lại ngay, và các bắt buộc cái xe phải đứng lại. Tại vì nếu mà cái xe mà 4x4 chạy theo nó đó, nó nghĩ là mình tấn công nó, và nó chắc chắn nó sẽ quay lại nó tấn công mình. Đặc biệt là chúng khi các đoàn thú ở trong cái khu vực safari đó, nó nhìn cái xe 4x4 đó thì tôi nghĩ là nó hình dung ra đó cũng là một cái con vật khác mà đi lững thững ở trong đó. Thành ra chúng ta ngồi trên xe, chúng ta ngồi yên để quan sát nó, chúng ta tuyệt đối chúng ta không được đứng lên hoặc là làm những cái cử động mà chúng nghĩ là mình tấn công đó, thì rất là nguy hiểm. Thế tuy nhiên chúng ta ngồi yên để quan sát thì chúng ta thấy rất là thích thú để xem các cái đoàn voi hoặc đoàn sư tử hoặc là đàn trâu hoặc là tê giác nó sinh hoạt như thế nào. Thì trở lại cái câu chuyện con voi đó, thì đàn voi đi như vậy đó, thì lúc nào thì voi cái đi trước, voi đực, voi bố đi sau và bảo vệ đàn voi. Và đặc biệt những con voi lớn như con mẹ hoặc con bố hoặc những con mà anh em nó mà thuộc lại lớn rồi đó, khi mà những con voi con nó đi ở dưới nó nhỏ đó, thành ra nó đưa cái vòi lên cao không được,
thành ra những con voi lớn đó, nó thường thường nó bẻ những cành cây cao ở trên cao đó, nó bẻ xuống để cho các con nhỏ có thể mà quấn lấy mà ăn. Và đó cũng là một cái sinh hoạt mà chúng ta nhìn thấy rất là hay khi chúng ta nhìn được một đàn voi như đi. Cái này giống như là một sinh hoạt trong gia đình đó, mà giống như là đúng vậy, lớn đúng là bảo vệ cho nhỏ. Rồi chúng giống như ta có dịp đến nhau. Lát nữa có dịp tôi nói thêm về những cái chi tiết khác của các đoàn khác. Nhưng mà cái đoàn nào cũng vậy, nó sống theo từng cái như một gia đình. Và lúc nào con bố, con mẹ và đàn của nó cũng bảo vệ nhau hết. Dạ. Rồi cái con thứ hai, thưa quý vị và các bạn, con thứ hai đó là con ở bên đây, là thấy chắc là này là con beo đúng không anh Thắng? Ở con ngoài đó là con sư tử. Con ngoài là con sư tử. Vậy thì con sư tử nó như thế nào? Nó có đi theo đàn không vậy anh Thắng? Sư tử lúc nào nó cũng có một đàn. Thường thường khi mà chúng ta bắt gặp một con sư tử đực thì có thể lúc đó nó đi một mình. Con sư tử đực với con sư tử cái thì thường có hai cái sinh hoạt khác nhau họ. Chúng ta có thể nhận thấy rõ luôn là đối với cá nhân tôi đó, con sư tử đực nó rất là gia trưởng. Đó. Là nó có thể đi tìm thức ăn và nó ngồi nó nằm nó ăn xong cái phần thịt của nó rồi đó thì nó đứng lên thì các con đó, hoặc là các con sư tử cái mới được tìm đến để ăn và sau khi nó ăn xong thì cái mình nhận được ngay đó là anh sư tử đực lững thững đi tìm nước uống. Cái này có phải giống như là mấy người đàn ông Việt Nam hồi xưa không anh Nắng ha? Có thể giống như cái hình ảnh ngày xưa ở Việt Nam mình đó, nhất là các cụ ngày xưa là thường thường là rất là gọi là head family đó, là một trưởng gia đình, thành thử rất là phong kiến kiểu mà ngồi một chỗ thì mấy anh sư tử này y như vậy. Sư tử này sau khi ăn uống xong nó nằm một chỗ và các con sư tử con đều không dám đến quấy phá nó. Thường thường con sư tử đực tôi để ý thì thấy nó không có đùa nghịch với các con. Và chỉ có con sư tử mẹ đó là lúc nào cũng quây quần với các con lúc nào cũng quây quần với con sư tử mẹ. Và con sư tử mẹ đi đâu là các con nó chạy theo. Còn anh sư tử đực thì lúc nào cũng đi trước cả. Thế tuy nhiên khi mà chúng ta có nhìn thấy hình ảnh của con sư tử đực ăn no, đang nằm một phía và nó nằm nó ngắm trời, ngắm đất xong xuôi rồi nó để những cô vợ hoặc là những đứa con đùa nghịch nhau rồi rủ nhau đi uống nước hoặc là đi ra ăn tiếp thịt của một con nai hoặc là một con hưu gì đó, thì chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh đó thì chúng ta thấy một cái gia đình mỗi một loại nó có một cái gia đình khác nhau. Thế tuy nhiên cái điểm mà giữa con sư tử nó làm cho tôi thích thú nhất là lúc tôi được nhìn chúng chia nhau phục kích để mà canh con mồi hoặc để bắt con mồi, là coi như cả gia đình bố mẹ con cái đều là tham gia hết. Thường là một con sư tử đực thì nó là 2-3 con sư tử cái đi theo nó, thành ra lúc nào cũng vậy. Thì mấy con sư tử con thì lúc nào không đi săn mồi được rồi. Nhưng mà mấy con sư tử được khi mà nó bắt đầu nó săn một con hưu nào đó thì bắt đầu là nó tất cả mấy con cái đều được đưa nó chỉ dẫn là nằm phục ở mỗi nơi khác nhau. Không bao giờ nằm chung với nhau để nó đuổi cả. Và con đuổi là cái con đực để đuổi và con mồi. Và còn những con sư tử cái thì nó nằm một chỗ để lỡ con mồi cứ chạy qua đó thì nó đuổi theo ngay. Và mình nhìn cái hình ảnh của mấy con sư tử nó nằm nó phục kích và nó ngóng xem mấy con ngồi đi như thế nào đó. Mình thấy mới thấy cái nét đặc biệt của cái gia đình sư tử rất là hay. Cái này giống như là một cái chiến tranh mà giống như là một cái đấu tranh mà có chiến thuật rõ ràng luôn. Tôi đã nhìn một đầy sư tử nó đi, nó cố gắng nó bắt mấy con hươu cao cổ này. Nhưng mà mấy con hươu cao cổ có vẻ nó không biết. Nhưng mà khi mà nó biết thì chắc có thể nó có một cái thính giác, một cái linh giác của nó là nó như thế nào và nó rủ cả bầy. Và khi nào nó chạy, nó cũng chạy để con lớn đi sâu để nó bảo vệ. Và nhưng mà dĩ nhiên như biết là sư tử là một cái loại rất là mạnh, rất là khỏe và nó đều bắt được tất cả những con mồi khi mà nó đói. Thành thử khi mà cái loài beo sư tử mà trở thành đói rồi đó thì nó đi bắt những con mồi rất là chính xác. Cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian đến chương trình hôm nay. Thì hôm nay mình chỉ mới nói tới con voi và con sư tử thôi. Và mình sẽ hẹn dịp quý vị khán giả trong chương trình lần sau mình sẽ nói những cái con khác hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.